anh thợ lên đốn cây dừa sát với nhà này các bạn. Đây cây dừa khá cao luôn nha. Cây dừa này nó ngã vô vô cái mé nhà trong đó đó các bạn. Giờ có thể là anh thợ lên chảnh anh xử lý lá hay là hoặc anh cắt lóng lóng xuống các bạn. Hãy chờ xem anh thợ xử lý cây dừa như thế nào nha. Bây giờ anh em mới cắt bỏ cái cây đó các bạn. Lẹ nó vô đầu. Quay bữa nào để nhau không? Đây là cách của anh thợ mang móng vô nha các bạn. Bác mình cơ ra bây giờ đây các bạn. Dừa khá là cao. Cái mũi móng đó là đâm vô những mấy cây dừa đó các bạn để đứng leo lên nha các bạn. Bắt đầu anh thợ leo lên cây dừa nha các bạn. Đó giờ anh lên tới cây dừa đó các bạn. Hơi tối quá các bạn ơi. Đó bây giờ anh thợ kéo cái máy lên đó các bạn. Anh ở trên cảnh cây dừa khá cao luôn nha. Còn có chút xíu xíu rồi các bạn ơi. Đây cây dừa cắt cho bà lão đó các bạn. Và đó bà chủ nhà đó nha. Cái nồi ló rớt ra luôn à. Có thể là anh cắt hết lá luôn hả gì đây các bạn. Cây dừa mình thấy còn một hai trái vậy các bạn ơi. Ôi ơi. Bây giờ có thể là cột cái cọng dây ngang đó để ông rút cái ngọn dừa về hay gì đó các bạn ơi. Để coi cái ảnh xử lý sao. Mình thấy cái quầy dừa còn mấy trái kìa. Đó, cây dừa còn mấy trái đó các bạn. Ê, đi. Trời ơi. Kèm
mình đứng ở trong cái kẹt này cũng nhìn thấy cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Bởi vì tàu ba cái tàu rồi nó rớt xuống đó. Lá trái rồi rớt xuống. Bởi vì mình đứng núp ở trong đây các bạn ơi. À chừng anh cắt ngang cái ngọn hay gì đó nha. Ồ. Cây dừa này khá là cao luôn các bạn. Đó giờ có thể là anh tụt xích xuống hay gì đó các bạn ơi. Rồi rồi. Đó bây giờ anh đứng cho đó anh cắt ngang một nửa cây vô đó rồi đó các bạn. Ôi ôi. Rồi xong một cái ngọn dừa các bạn ơi. À tao cho ăn cắt ở đó một lóng nữa các bạn ơi. Nắm giật cái cưa ra. Bây giờ anh cột con dây trên đó một cái nha các bạn. Cái cây cưa anh để trên cái đầu, cái đầu dừa trên. Đó bây giờ anh thả cái máy xuống dưới đây rồi các bạn. Vài phút rồi chứ không có cắt củi hết luôn ha, nó lạnh cái củi đó, nổi ôi xương gió thì Yeah.
rồi. Bây giờ anh Hà anh cắt củ hủ rồi các bạn. À, coi góc gì vậy? Xin kết thúc video đây các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.